không biết thắt cà vạt. Cái thắt cà vạt rất là đơn giản để trở thành một quý ông lịch lãm. Thì các bạn đồng cà vạt ra sao cổ này. Thì cái tỷ lệ như này thì thường thường sẽ là của độ vạt ngắn bằng nửa vạt dài, nên nó tùy thuộc vào chiều cao nữa. Ví dụ như là bạn làm càng cao thì cái vạt ngắn này nó sẽ càng tỷ lệ nó sẽ càng bước đầu tiên cái thắt cà vạt này, các bạn đưa cái vạt ngắn này qua bên tay trái này, để lên trên cái vạt dài, sau đó là đưa cái vạt dài này xoắn, bước thứ hai là các bạn đây, đưa cái vạt dài sang bên này, sau này vòng vào trong đưa sang bên phải. Cân một chút thì của mình nó sẽ đẹp hơn. Bước cuối cùng các bạn đây vòng qua bên tay trái trong bên trên, các bạn để đây một đây cho các bạn qua ba bước đơn giản, ta chỉ cảm hạt như thế này. Bây giờ công việc rất đơn giản, mình kéo đây không? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.